Mở đầu phần tin trong nước là thông tin về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, mưa trên diện rộng nhiều nơi có mưa vừa mưa to là hình thái thời tiết của Bắc Bộ trong ngày và đêm nay mùng 5 tháng 8. Nguyên nhân là do hoạt động rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 20 đến 23 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Ngày hôm nay, theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày và đêm qua, mùng 4 tháng 8 ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Điển hình một số nơi có mưa to đến rất to, lượng mưa tính đến 1 giờ ngày mùng 5 tháng 8 như Phú Yên ở Sơn La 46mm, Mai Châu Hòa Bình 49mm, Bắc Hà Lào Cai 67mm, Yên Bái 46mm, Hà Giang 51mm, Vĩnh Yên ở Vĩnh Phúc là 57mm, Ngân Sơn Bắc Cạn 50mm, Mẫu Sơn Lạng Sơn là 55mm và Hà Nam là 53mm. Đơn vị này cũng đưa ra cảnh báo sạt lở đất tại các tỉnh miền núi như Yên Bái, Hòa Bình. Các địa phương có mưa lớn liên tục trong nhiều giờ qua. Người dân các huyện Trấn Yên, Văn Chấn ở Yên Bái hay Mai Châu, Đà Bắc ở Hòa Bình cần lưu ý nêu cao cảnh giác, tránh xa những vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, ven sông suối để đảm bảo an toàn trước nguy cơ thiên tai.